Rồi chào anh em nha. Đó thì đây hiện tại mình đang có một số đồ tháo xe nè, anh em nào cần thì liên hệ mình nha. Thì tất cả những cái đồ này là của AB110 đời 211, 212 hay gọi là AB đầu bò anh em. Thì ở đây mình có là đầu lồng dên. Đó, bít tông bạc này thì cho xe này xài lâu nên là nhìn nó hơi dơ xíu anh em, nhưng mà lồng là không có bị lúp nha anh em. Đây, lồng là không có lúp nha. Lồng là bao anh em luôn là còn láng nên cái láng luôn, không có bị mà lúp bị sọc. Rồi, trên đầu này thì trong đây nó có đủ cam cò anh em. Đây. Đây là cái cò đó nè. Đó. Đây là cam cò. Còn đẹp đẹp anh em, không có bị lột, bị lúp nha anh em. Đó, sức bắp đầy đủ đó luôn. Đó, nguyên một bộ này á, nếu mà anh em lấy đầu lồng dên như thế này thì nguyên bộ này sẽ là 1,6 triệu nha anh em. Đó. Rồi ở đây là mình sẽ có là cái dây điện sườn. Dây điện sườn này á là nó bao gồm là cả IC luôn nha anh em. Đây, IC nè, nói chung là tất cả những cái gì trên xe tháo và đi tháo dính chụp hết luôn anh em. Thậm chí là tới cái kèn nè, kèn dính như này cũng có luôn. Rồi cục sạc cũng có đủ luôn, sạc đây. Đó, bô bên sườn ở đây. Đó, bô bên sườn chụp bogie. Đó, rồi trên đây thì có cái cảm biến, có cái IAT và cái bầu gió luôn. Ở đây là cái thùng xăng lớn, có cái bơm xăng. Em mở nắp bơm xăng ra cho anh đây. Đó. Còn rất là đẹp anh em, không có bị sét nha. Đây anh em nhìn cái bơm xăng nè, còn bóng lưỡng luôn đây. Đây mình mới vừa vệ sinh rửa sơ bên ngoài lại cho nó nhìn nó rất là đẹp. Thì cái phần còn trên cái đầu này á thì anh em mua thì nó sẽ có cả hai cảm biến luôn anh em. Cảm biến oxy và cảm biến nhiệt luôn. Hai cảm biến này không là rất là nhiều tiền anh em. Nhưng mà mình bán là anh em mua cái đầu thì mình sẽ tặng để dính trên cái đầu nha. Và anh em nào mua dây điện sườn thì nó sẽ có bao gồm như thế này. Đó thì cái đầu lòng với cái dên á mình bán nguyên combo này cho anh em là 1,6 triệu nha. Đó rồi anh em nào mua cái hệ thống mà bình xăng nè, bơm xăng nguyên bộ, còn hệ thống hồng ga kim phun dây bơm xăng cảm biến tất cả đều nằm trong cái phần dây điện sườn anh em. Đó, anh em mua hết mình bán combo thì nó cho anh em giá nó mềm, anh em muốn mua lẻ thì mình sẽ bán lẻ nha. Đó thì IC này là bao sống anh em, lưu ý nha, bao sống nha, không có bị gì mà chết IC anh em. Đó, cái xe này là mình trên xe là người ta đã test cho mình hết trơn rồi, test thử trên xe lúc mà mình đang đến là người ta đang bị gã luôn em, nên là mình thử xe hết rồi, nổ xe đang nổ bình thường luôn. Cái này là mình lấy ra từ một bộ luôn anh em. Cái máy điện thoại mình lấy mở ra kiểm tra xem nó có bị lọc cao lọc còi hay không là không có anh em. Mình mua hai ba bộ lận, nhưng mà mình chưa ra một bộ này, anh em nào cần thì mình chia lại. Còn ở đây là cái két 110 anh em, két 110 nó có cả cái van lớp B luôn nè anh em, nhìn thấy không, cái van lớp B này là nó chưa có mục nha, nó còn nguyên vẹn luôn nè. Đó, đi nguyên complete này nha. Cái phần nguyên complete này là 600 nha anh em. Đó, còn cái két này là két của 125, 150 mà đời mới anh em, nó có cái nắp nhựa nè. Đời trước thì nắp sắt. Đó, nguyên complete vậy, còn cái két cũng rất là đẹp anh em, chưa có bị xì, bị dập lên nó két nha. Nói chung là két là 600 ngàn hết nha anh em. Đi cả bộ như vậy. Đó, ưu tiên cho anh em nào lấy hết, mình bán công khai cho anh em luôn. Còn cái phần mà dây điện sườn nè, dây điện sườn, bình xăng, bơm xăng, thì cả cái complete này anh em. Nguyên công lê này là mình bán cho anh em là 2 triệu, còn anh em nào mua lẻ thì mình bán riêng nha. Công lê này mình bán cho em là mình chỉ lấy giá tiền vệ sinh thôi, chứ còn sự anh em đi mua con IC gì này, anh em có biết đó, con IC này là bao nhiêu tiền rồi đó, IC với cục sạc nè đây đó, chưa kể là cái kim phun nữa, kim phun zin luôn, nó tất cả đều đồ zin hết. Nếu anh em mua lẻ này thì rất là mất tiền nha. Còn đây thì bán nguyên công lê nè anh em, về với việc là cắm như zin thôi, không có bị hư dắt. Dây điện sườn là bao dây luôn, không có bị cắt một đoạn nào hết nhé, nó còn nguyên vẹn hết nha anh em. Rồi, ok, anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại mình nha.